Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi văn bản khẩn gửi đến các sở ban, ngành, TP Thủ Đức, các quận, huyện để thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một biện pháp quan trọng sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội gây xôn xao dư luận. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Các địa phương phải tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt các chỉ đạo của cấp trên về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và chung cư mini trên địa bàn. Việc xác định và xử lý vi phạm liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng được đề cập trong văn bản này. Các địa phương được yêu cầu phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là đối với các công trình xây dựng không đúng quy định hoặc chưa được cấp phép. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu kiểm tra và rà soát việc xây dựng và cấp phép xây dựng các công trình, đặc biệt là chung cư mini, các cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, cơ sở tập trung đông người và các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trong khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nếu các công trình xây dựng không tuân thủ quy định và chưa được cấp phép.